Vài năm gần đây, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh luôn ở mức gia tăng. Nếu như năm 2014, tỷ lệ 112,2 bé trai trên 100 bé gái, thì đến năm 2015 đã tăng lên 112,8 bé trai trên 100 bé gái. Vậy đâu là nguyên nhân của việc chênh lệch này? Hầu hết thai nhi ở tuần tuổi từ 12 đến 15, các bà mẹ đều biết được giới tính của con mình thông qua việc siêu âm tại các cơ sở y tế tư nhân. Mục đích của việc người ta tìm đến với siêu âm không chỉ đơn giản là để biết tình trạng sức khỏe của thai nhi hay biết giới tính để thỏa tính tò mò, mà với nhiều người, siêu âm để chờ đợi kết quả là trai hay gái và đưa ra quyết định chọn lựa giới tính. Hai rồi, hai đứa con gái. À, thế thì những cái lần vừa rồi đi siêu âm chắc là kiểu gì, chả hỏi xem cháu con gì. À, lúc mười mấy tuần? Cháu 13 tuần. 13 tuần là hỏi rồi. Lần nào đi siêu âm cũng hỏi. Các bác có nói không? Có ạ. À, các bác ấy làm ở đâu? Các bác làm ở bệnh viện tư ạ. Họ làm dịch vụ thì họ vẫn phải công bố, thì người ta mới ra nhìn kinh doanh dịch vụ đấy. Thì vẫn phải công bố sai giới tính thì họ mới làm được. Nhưng mà còn về việc công bố thai nhi thì thường là có những nhà kiểu mong chờ con trai quá thì xong họ lại mang đi bỏ. Theo quy định, việc công bố giới tính thai nhi là không được cho phép. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ sở siêu âm mọc lên như nấm sau mưa để đáp ứng sản phụ trong việc chẩn đoán hình ảnh thai nhi. Việc công bố giới tính thai nhi chỉ được nghi ngờ một số bệnh lý liên quan đến giới tính hoặc những bất thường của giới tính, còn thông thường không được công bố. Chẩn đoán bệnh lý về giới tính thì chúng tôi hoàn toàn có thể làm được bằng siêu âm. Cái thứ hai nữa là một số các cái máy siêu âm như thế này thì cái việc chẩn đoán giới tính là không khó. Cho nên là với hình ảnh siêu âm không thôi thì chúng ta cũng có thể chẩn đoán được là con trai hay con gái. Cái chuyện đấy là đương nhiên. Thế còn cái việc mà cho phép chẩn đoán giới tính thì chúng ta đều biết rằng là để cấm. Và tuyệt đối cấm, vì cái hiện tượng hiện nay chúng ta có cái tình cảnh nó hơi mất cân bằng giới tính, con trai con gái. Một số tỉnh thì nó mất trầm trọng. Cho nên là bất luận là như thế nào đều cấm. Còn đối với chúng tôi thì không bao giờ chúng tôi công bố giới tính. Tôi thì tôi nghĩ là có hai cái quan điểm. Thứ nhất là một phần là nguyên nhân do áp lực gia đình nên là họ muốn siêu âm để gọi là có nếp có tẻ có trai có gái, và một phần nữa là do cái xét về cái xã hội phù hộ của mình ấy, mà thì là vẫn phải có gọi là có người là có con trai gọi là nối dõi. Tại Việt Nam, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện ở mức cao, 112,8 bé trai trên 100 bé gái. Theo ông Nguyễn Văn Tân, Phó Cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch Gia đình, dù có quy định cấm siêu âm xác định giới tính, nhưng số bà mẹ mang thai biết được giới tính con trước khi sinh lên đến 81%. Nếu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh không được kiềm chế lại và trở về mức cân bằng tự nhiên khoảng 105 đến 107 bé trai trên 100 bé gái, thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy. Trong tương lai, chỉ khoảng vài chục năm nữa thôi, đến năm 2050, theo cái tính toán của các nhà khoa học, nhân khẩu học, thì chúng ta sẽ dư thừa khoảng độ 4 triệu, 3 đến 4 triệu nam giới ở tuổi trưởng thành mà không có cơ hội tìm kiếm được người bạn đời của mình. Đấy là một cái, và nếu cái tình trạng ấy nó diễn ra như vậy thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến an ninh xã hội, đến những cái hoạt động về buôn bán phụ nữ, trẻ em, gái, rồi những hoạt động mãi dâm hết sức là phức tạp. Những hệ lụy mà tình trạng mất cân bằng giới tính để lại vô cùng nặng nề, đặt ra những thách thức trước mắt đối với Việt Nam. Vậy trước sự chênh lệch như hiện nay thì bài toán đặt ra là cần phải tìm giải pháp phù hợp như thế nào để duy trì mức sinh thấp hợp lý, khống chế mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Điều đáng nói hơn nữa là hình thức đánh bắt cá kiểu tận diệt này cũng đã tiêu diệt luôn cả trứng tôm, cá và cá bột trên những khu vực mà các thuyền này đi qua, gây hậu quả lâu dài cho nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.